thưa quý vị và các bạn dự báo vào sáng sớm mai siêu bão ghi với cường độ mạnh di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc từ 15 đến 20 km một giờ, đi vào bắc vịnh bắc bộ cách quảng ninh khoảng 160 km về phía đông đông nam sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 13 đến cấp 14 giật cấp 17 dự báo đến chiều ngày mai siêu bão đổ bộ vào đất liền khu vực bắc bộ nước ta sức gió mạnh gần tâm bão cấp 8 giật cấp 11 sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp khi đi sâu vào đất liền. Với hoàn lưu rộng lớn, dự báo đêm nay và ngày mai, vĩnh Bắc Bộ bao gồm huyền đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, biển đồng dữ dội, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão 6 đến 8 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Nam đến Đông Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển đồng mạnh sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Tây Nam đến Nam, mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Đêm gió giảm dần. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Ninh Thuần đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giờ cấp 8, cấp 9, biển đồng mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Riêng khu vực giữa Biển Đông, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét đêm gió giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 3, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 4. Trên đất liền, thời gian nguy hiểm nhất do gió bão là từ đêm nay đến tối mai. Cảnh báo vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh từ cấp 6 đến cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 14. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gồm thủ đô Hà Nội có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11 từ đêm nay đến ngày thứ hai tuần sau mùng 9 tháng 9, cường độ mưa lớn bao phủ cả khu vực Bắc Bộ và cả tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung vào ngày và đêm mai mùng 7 tháng 9. Phía Tây Bắc Bộ từ tối mai đến đêm ngày mùng 8 tháng 9, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại cả vùng trũng thấp, lũ quét trên cả sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rồng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra rông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động nên có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mức nhiệt cao nhất cả hai khu vực giao động từ 28 đến 32 độ. Quảng Bình nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng rìa phía Tây Nam, cơn bão số 3. Do vậy, trong đêm nay và ngày mai, vùng biển tỉnh Quảng Bình có mưa rào và sông rải rác. Trong cơn sông còn đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển đồng mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển đồng rất mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét. Trên đất liền khu vực tỉnh Quảng Bình từ đêm nay đến ngày mai có mưa mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to, kèm sông. Mưa rồn rập có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại cả vùng trũng thấp, lũ quét trên cả sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa rất dễ xảy ra cả hiện tượng cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ toàn tỉnh dao động từ 24 đến 28 độ. Phần nhiệt độ chi tiết cả vùng trong tỉnh đêm nay và ngày mai sẽ khép lại bản tin này.